Kính thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa, chương trình Thánh Nhạc truyền giảng phục sinh sẽ bắt đầu. Xin mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Thank you.
Vinh ái. Khải Huyền thân ái kính chào quý vị. Lời đầu tiên thay cho Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Tô Hiến Thành gửi lời chào thân ái đến quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến quý vị thân hữu đã nhận lời mời của chúng tôi đến tham dự chương trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh với chủ đề Đấng Sống Đời Đời. Kính thưa quý vị, lễ Phục Sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của các tín hữu tin lành. Ngày lễ này có ý nghĩa kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu sau khi Ngài đã bị đóng đinh, chịu chết và bị chôn trong mồ mả 3 ngày. Có lẽ với quý vị thân hữu, việc một người chết sống lại là một điều khó có thể tin. Nhưng đã có rất là nhiều bằng chứng chứng minh về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và một trong những bằng chứng cụ thể nhất hiện nay đó là ngôi mộ trống hiện tại vẫn còn ở xứ Do Thái. Và với chủ đề Đấng Sống Đời Đời, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lễ Phục Sinh và giá trị của việc Chúa Giêsu sống lại. Để bắt đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đứng. Chúng ta giữ sự yên lặng để lòng hướng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện dâng chương trình buổi tối hôm nay lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin trân trọng kính mời Mục sư quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện khai lễ. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha rất yêu thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài đã yêu chúng con. Ban con yêu dấu của Ngài là Chúa cứu thế đến thế gian để tìm và cứu chúng con đang khi chúng con chết mất trong lầm lỗi và tội ác mình. Chúa Giêsu Christ đã đến chịu chết trên cây thập tự và chịu chôn 3 ngày trong phần mộ, và Ngài đã sống lại một cách khải hoàn để ban sự cứu rỗi trọn vẹn cho những kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng mai hôm nay, Hội Thánh Chúa có dịp để kỷ niệm về sự phục sinh của Chúa. Và buổi tối hôm nay, Chúa cho chúng con có cơ hội để trình bày về tình yêu của Ngài cho các anh chị em thân hữu của chúng con. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước trên chương trình của chúng con buổi tối hôm nay. Chúng con muốn bày tỏ tình yêu của Ngài, sự hy sinh của Ngài, sự sống lại của Ngài cho các thân hữu của chúng con, để họ có thể nhận biết được tình yêu ấy và trở lại tiếp nhận Chúa buổi tối hôm nay. Vì vậy chúng con thực hiện chương trình này. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước trên chương trình từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Sức dầu trên tất cả các tiết mục chúng con sẽ trình bày buổi tối hôm nay, với những bài hát, với những phân đoạn kinh thánh, với những điệu múa của các em thiếu nhi. Chúng con cảm ơn Chúa vì cho chúng con có cơ hội để bày tỏ điều này. Cầu xin Chúa ban ơn trên từng tiết mục của anh chị em chúng con góp phần trong chương trình này. Xin Chúa Ngài sức dầu để ai nấy tất cả chúng con cùng hiệp một, để chúng con công bố về tình yêu của Chúa qua những phần việc, qua các tiết mục mà chúng con thực hiện. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cầu xin Chúa Ngài cũng ở với đầy tớ Chúa, Mục sư Phan Văn Cử, được ơn của Chúa để rao giảng về tình yêu của Ngài qua chủ đề Đấng Sống Đời Đời. Để ai nấy chúng con hiểu thêm về được tình yêu của Chúa, nhất là các thân hữu của chúng con, để bởi đó có thể đáp ứng lại lời mời gọi của Đức Thánh Linh và trở lại tiếp nhận Chúa buổi tối hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cũng đưa đường một số các anh chị em thân hữu của chúng con, cũng như các tín hữu còn đang trễ bước, để có thể đến kịp thì giờ chúng con cùng hiệp lòng nhau bày tỏ và ca ngợi về tình yêu của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin kính dâng chương trình buổi tối hôm nay trong sự tế trị và ban phước từ nơi Chúa. Chúng con hiệp ý thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời quý vị đồng ngồi. Kính thưa quý thân hữu, Kinh Thánh có chép: vì mọi người đều phạm tội, tất cả chúng ta đều thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời. Anh ấy ơi, anh hiểu như thế nào về câu Kinh Thánh này?
Chắc chắn sẽ có rất là nhiều người sẽ thắc mắc về câu kinh thánh này, bởi vì họ nghĩ rằng họ sống tuân thủ luật pháp, họ không phạm pháp, họ làm rất là nhiều việc thiện, ngay cả họ ăn chay trường nữa. Tuy nhiên tại sao kinh thánh lại nói rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội vậy Huyền ơi? Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn thế nào là gọi là tội lỗi trong cái nhìn của Thiên Chúa, thì giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip. Khi Chúa Trời bắt đầu sáng tạo muôn vật, Ngài chỉ phán, thì mọi vật được tạo nên. Ngài tạo dựng mọi thứ trên trời và dưới đất. Ngài tạo dựng những thứ chúng ta không thấy như thiên sứ. Thiên sứ là những thần linh tuyệt đẹp thờ phượng và hầu việc Ngài. Chúa Trời cũng tạo ra những thứ chúng ta thấy được: mặt trời, mặt trăng, các vì sao, đất, cây cỏ và động vật. Cuối cùng, Ngài tạo nên người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài. Sau khi Chúa Trời đã sáng tạo mọi thứ, Ngài phán thật là tốt lành. Chúa Trời đem người nam và người nữ sống trong một ngôi vườn xinh đẹp. Mỗi ngày họ đồng đi và có quan hệ tuyệt vời với Ngài và với nhau. Chúa Trời bảo họ vui hưởng và quản trị mọi thứ mà Ngài tạo nên. Ngài ban cho họ một mạng lệnh đặc biệt. Ngài phán: ngươi được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn, chỉ một cây giữa vườn ngươi không được ăn. Nếu ngươi ăn trái nó, ắt ngươi sẽ chết. Mối quan hệ của người nam và người nữ với Chúa Trời và với nhau thật hoàn hảo. Chúa Trời sáng tạo chúng ta để có mối quan hệ này với Ngài và với nhau. Tuy nhiên, bạn có nhớ các thiên sứ Chúa tạo dựng không? Một trong những thiên sứ ấy trở nên kiêu ngạo. Nó muốn giống như Chúa Trời và có các thiên sứ khác thờ phượng nó thay vì Chúa Trời. Nhưng chỉ có một Chúa Trời phải thờ phượng. Vì vậy, Chúa Trời con thiên sứ không vâng lời này ra khỏi thiên đàng. Chúng ta gọi thiên sứ này là ma quỷ. Chúa Trời cũng quăng khỏi thiên đàng hết thảy thiên sứ khác theo nó. Chúng là ma quỷ hay tà linh. Một ngày kia, ma quỷ cám dỗ người nữ ăn trái cây cấm. Nó hỏi người nữ: có phải Chúa Trời thật sự nói người không thể ăn trái cây nào trong vườn không? Người nữ nói: không, chúng tôi được ăn trái của bất cứ cây nào ngoại trừ cây ở giữa vườn. Nếu chúng tôi ăn hay đụng đến, chúng tôi ắt chết. Nhưng ma quỷ bảo cô: người sẽ không chết, nhưng sẽ trở nên giống như Chúa Trời. Người nữ nghe theo ma quỷ và ăn trái cấm, rồi đưa cho chồng mình ăn. Hôm đó, cả hai đều phạm tội. Tội lỗi đã xảy ra bất cứ khi nào chúng ta bất tuân mệnh lệnh Chúa Trời. Chúa Trời công minh và thánh khiết. Ngài phải trừng phạt chúng ta khi chúng ta bất tuân Ngài. Chúa Trời đuổi người nam và nữ khỏi vườn, và mối quan hệ của họ với Chúa Trời mãi mãi bị cắt đứt. Giống như người nam và người nữ, hết thảy chúng ta đã phạm tội, mối quan hệ của chúng ta với Chúa Trời bị cắt đứt, và kết quả của tội lỗi là sự trừng phạt đời đời ở địa ngục khi chúng ta chết. Chúng ta không thể sống mãi mãi với Chúa Trời như cách chúng ta được tạo dựng. Vậy chúng ta có thể làm gì đây?
Chúa nâng lên con người sống với nhau trong vườn với mọi hoa màu. Vì người hay tham lam, vì muốn cao như Chúa Trời, hai trái cây trong vườn cha ngài cấm ăn. Nghe theo mùi xa lan ông bà Kinh Thánh Ê-sai đoạn 53 câu 6 chép rằng: Chúng ta thải đi như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Cảm động trước câu Kinh Thánh này, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Flo Rice đã viết nên một lời bài hát có tựa đề Wandering Sheep.
được dịch sang tiếng Việt là như con chiên đi lạc. Lời bài hát như sau: thật, tôi như con chiên non cách xa đàn, lạc lời nơi hoang vu chân bước lang thang, tuyệt vọng khóc giữa bóng tối, Chúa Giêsu đi tìm tôi, cứu tôi về sưởi ấm trái tim lẻ loi. Mời quý vị cùng hòa lòng với bài hát này qua phần ngợi khen Chúa của cô Phượng Nghi. Đưa Thiên Chúa nơi tới.
Quý vị thân mến, qua bài hát vừa rồi, chắc có lẽ quý vị hiểu được phần nào về tình trạng của con người. Khi Đức Chúa Trời, hay còn gọi là Thượng Đế, tạo dựng nên con người, Ngài muốn con người sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nhưng vì Adam và Eva là tổ phụ của loài người đã phạm tội, không vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời, từ đó tội lỗi đã tràn lan ra khắp nơi và con người sống trong tuyệt vọng, xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu thương con người, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để tìm và cứu con người. Kinh Thánh Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8 chép: đang khi chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng, Chúa cứu thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta là người tội lỗi xấu xa. Thông thường ít thấy ai chịu chết cho người công chính hiền lương, nhưng dù sao nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta khi Chúa cứu thế chịu chết thay cho chúng ta là người có tội. Bài hát với tựa đề Ái Từ Cứu Tôi mà Tứ Ca Tôn Vinh Chúa sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Chỉ có tình
Quý thân hữu thân mến, đối với người Việt chúng ta, khi chúng ta nhắc đến từ gánh, thì tôi nghĩ đây là một hình ảnh quen thuộc và gần gũi với tất cả mọi người. Và theo từ điển tiếng Việt thì gánh là động từ, có nghĩa là mang, vận chuyển một vật nặng bằng cách mắc vào hai đầu một cái đòn, đặt ở trên vai. Hoặc nó có một cái nghĩa khác là nhận về mình cái việc gì đó khó khăn hay là nặng nề, khó chịu. Thưa quý vị, kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội thì tội lỗi trở nên một cái ách đè nặng trên mỗi người chúng ta. Gánh nặng tội lỗi làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên kiệt quệ. Biết trước tình trạng bế tắc của con người, Chúa Giê-xu đã phán rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của chúng ta và Ngài cũng mong muốn chúng ta trao gánh nặng cho Ngài. Bài hát với tựa đề "Chúa gánh thay tôi" mà một đơn ca sẽ tôn vinh Chúa trong giờ này là chia sẻ của một kinh nghiệm của một người đã được Chúa gánh thay tội lỗi và ban sự bình an khi tin nhận Chúa Giê-xu. Xin kính mời. Chân Chúa bước lên, chiều đình đông dao đâm huyết hồng tuôn trào. Vì yêu tôi Giê-xu đã đến, yêu thương anh Ngài gánh thay, yêu thế nhân Cha đành hy sinh thật tự giá. Giê-xu vui gánh thay vì tình yêu Ngài dành cho tôi với bạn. Hùng Ngài huyết lang lai, đầu Ngài máu gai đâm, thân Chúa tan nát vì tôi. Thế nhân vì yêu Giê-xu gánh, Cha không tiếc chi, nơi cô tha xưa Ngài gái không hề than vãn. Giờ đây anh ơi hãy tin, tội xưa Giê-xu xóa rồi, thân Chúa đổ huyết vì bạn và tôi. Cha đầy hy sinh
Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chôn trong mồ mả, nhưng sau ba ngày Ngài đã sống lại. Sự chết không có quyền trên Ngài. Ngài đã đắc thắng tội lỗi và đắc thắng sự chết. Tạ ơn Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta sự thắng trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu sống lại sau ba ngày chôn trong mồ mả là bằng chứng hùng hồn về quyền năng của Ngài. Sự sống lại của Ngài minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Ngài nắm trong tay sự sống và sự chết. Hễ ai tin Ngài thì đời này được tha thứ tội lỗi, được đắc thắng tội lỗi và sẽ nhận sự sống đời đời trong đời sau. Hãy đến với Chúa Giêsu để nhận được sự tha thứ và kinh nghiệm quyền năng biến đổi trong sức sống phục sinh của Chúa Giêsu. Mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Hợp ca thanh niên và thanh tráng sẽ dâng lời ngợi khen và chúc tụng Chúa Giêsu trong giờ này. Xin kính mời.
Thưa quý thân hữu, chúng ta đã có những giây phút lắng nghe những bài thánh ca nói về tình yêu, sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại. Ngài sống lại để ban cho những ai tin Ngài sự sống đời đời. Nhưng để làm sao chúng ta nhận được sự sống đời đời đó, diễn giả chúng tôi buổi tối hôm nay, mục sư Phan Văn Cử sẽ dùng lời Chúa để giải bài và giúp quý vị hiểu rõ hơn phương pháp để nhận được sự sống đời đời. Xin trân trọng kính mời mục sư. Xin thân ái kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, quý vị thân hữu là những người đã nhận lời mời của các tín hữu trong hội thánh đến để tham dự chương trình truyền giảng nhân lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh trong năm nay. Chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần của quý vị đã đến và cũng hoan nghênh quý vị giờ này chịu ngồi để lắng nghe, để chúng tôi giải bày và ơn cứu rỗi của Chúa cho quý vị. Chỉ còn ít 10 phút thì quý vị thể hiểu được chủ đề đấng sống đời đời đó là cái gì và chúng tôi muốn nói về ai để giới thiệu cho quý vị. Hy vọng qua chương trình này, với những lời dẫn chương trình của hai người đã dẫn chương trình vừa qua, cùng với lời của các bài hát trong thánh ca mà các anh em trong hội thánh đã dâng lên để tôn vinh Chúa, đồng thời cũng truyền đạt đến cho quý vị và các bạn hiểu về Chúa như thế nào. Tuy nhiên, những điều cần biết về chủ đề này thì cần phải giải thêm, cho nên giờ phút này tôi xin thay cho hội thánh để giải bày cho quý vị về chủ đề đấng sống đời đời. Dựa trên câu thánh kinh đã có trên bảng và chúng ta cứ theo đó để suy nghĩ. Tôi xin đọc hai câu này. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đó là câu thánh kinh mà chúng tôi muốn giải bày cho quý vị về đấng sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, nói về sống đời đời thì đó không phải chỉ là mơ ước của các nhà độc tài, các bạo chúa hay những người nắm trong tay các quyền lực về chính trị, xã hội, kinh tế và tài chính, mà nó chính là niềm mơ ước chung của cả nhân loại. Vì ai chúng ta sinh ra làm người, sống ở trên đời này thì cũng mơ ước mình sống lâu, sống mãi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có những vua chúa trong đời này đã sai thần dân của mình lên tận trên núi cao lặng tận đáy sâu của đại dương để tìm những phương thuốc nào đó để giúp cho họ có thể sống trường sanh bất tử, hầu tận hưởng những gì mà họ nắm trong tay của mình. Nhưng mà thật sự chúng ta biết rằng sau khi con người phạm tội và can vào luật của Chúa rồi thì phải trả cho cái món nợ tội đó là sự chết. Cho nên cuối cùng đã là người sinh ra trời đời này thì ai cũng phải chết. Cổ nhân có câu nói như thế này: nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Ai là người mà không chết? Cái câu nói đó nó phù hợp với một lời ở trong Thánh Kinh Thi Thiên, một Thi Thiên thứ 89 câu 48 nói rằng: ai là người sống mà chẳng thấy sự chết? Ai là người sống mà chẳng thấy sự chết? Một sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu đã dịch lại trong bản diễn ý của ông câu đó giống như câu của cổ nhân nói. Đó là nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Nhân sinh xưa nay không ai sống mà lại không chết. Nghĩa là sau khi phạm tội, can luật của Thượng Đế rồi thì phải trả món nợ tội đó bằng sự chết. Các clip mà chúng ta xem từ ban đầu, khi tổ phụ loài người ở trong vườn, Chúa cho tự do
ăn tất cả mọi hoa quả. Lúc đó con người chưa có ăn động vật, chỉ ăn thực vật mà thôi, có nghĩa là không có làm đổ máu trên đất. Và con người sống rất là thoải mái, phước hạnh, nhưng mà bị cám dỗ bởi một thế lực ác, cho nên đã ăn cái trái cây mà Chúa cấm không cho ăn. Thật ra cái hành động không vâng lời đó là hành động phạm tội, bất tuân mạng lệnh của Chúa. Cho nên vì cái đó con người đi đến sự chết. Và khi con người đã phạm tội, bị can vào luật của Chúa mà phải chết như vậy, thì Đức Chúa Trời đấng tạo hóa thương yêu con người của chúng ta, không muốn cho chúng ta chết. Cho nên Ngài đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để cứu chuộc con người. Và khi Chúa đến với thế gian thì Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ nhập thể hóa thân nên người, mang nhân tánh của con người để dùng cái nhân tánh đó chết trên thập tự giá, chuộc cái tội cho chúng ta, là cái món nợ mà chúng ta không thể trả được. Thì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, mang nhân tánh, sử dụng cái nhân tánh như chúng ta để đền chuộc cái tội cho chúng ta. Vì vậy cho nên về thần tánh thì Đức Chúa Giê-xu vẫn sống. Do đó cho nên Thánh Kinh nói rằng Ngài đã bị chôn trong mộ, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Vậy thì đọc hết câu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4 thì Thánh Kinh nói như thầy: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và từ khi Chúa sống lại thì Ngài có lời tuyên bố: Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Thật sự trong nhân loại xưa nay chưa có ai mà dám nói những câu như thế cả. Chưa có ai dám tuyên bố rằng ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời và cầm chìa khóa của sự chết âm phủ. Bốn vấn đề này không ai dám nói cả. Thứ nhất, tuyên bố mình là đang sống. Thứ hai, nói rằng mình đã chết và sống lại. Và thứ ba là cầm cái sự khóa của sự chết và âm phủ, rồi Chúa sống đời đời. Đó là cái điều mà không có một nhân loại, trong nhân loại không có ai làm điều đó. Vậy thì Chúa Giê-xu là ai mà Ngài có được cái điều kỳ diệu đó? Thánh Kinh cho biết cái phần thứ nhất tôi nói đây, đó Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống hay là hằng hữu. Cái lời tuyên bố của Chúa phần đầu của câu Thánh Kinh chúng ta đọc đó là: Ta là đấng sống, ta là đấng sống. Câu đó ngắn ngủi nhưng về thần học nó là một ý nghĩa sâu xa. Bởi vì câu đó nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nguyên vị của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của Chúa chỉ là mốc thời gian để Chúa nhập thể và cứu chuộc con người chúng ta mà thôi. Cho nên có một số người không hiểu, cứ nghĩ rằng Chúa Giê-xu mới sinh ra khoảng 2024 năm, vì cái niên lịch này là lấy từ năm Chúa Giê-xu sinh để tính tới nay là 2024 năm. Như vậy Chúa Giê-xu mới có khoảng 2024 năm. Người ta mới làm một cuộc so sánh so với Tất Đạt Đa sanh trước Chúa Giê-xu mấy trăm năm, đến nay Ngài là 2567 năm. Phật lịch năm nay là 2567. Còn so với Khổng Tử ít hơn Phật một chút, tức là Khổng Tử sinh đến nay là khoảng 2551 năm. Vậy thì so với hai vị kia Chúa Giê-xu ít tuổi hơn. Nhưng mà kỳ thật Thánh Kinh cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa. Và Thánh Kinh xác nhận gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa và từ trước vô cùng. Ngài có từ đời xưa, từ trước vô cùng. Sự nhập thể của Chúa Giê-xu chỉ là mốc thời gian để Chúa hóa thân thành người, để cứu chuộc con người bằng cách dùng bản thân, dùng cái nhân tính của Ngài chết trên thập tự giá để đền chuộc tội cho chúng ta. Cái thực chất Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Ngài mới dám tuyên bố như là chúng ta đã thấy: Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như vậy thì tôi xin nói điều đó để cho quý vị và các bạn thấy rằng
Chúa Giêsu không phải là người, mà Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài đã vì yêu thương con người giáng sinh làm người, và vì yêu con người cho nên Ngài bằng lòng lấy cái nhân tính, cái sinh mạng nhân tính của Ngài để chết chuộc tội cho chúng ta. Đó là điều vô cùng kỳ diệu mà không ai có thể làm được. Cho nên ở trong thư Roma chương 5 từ câu 6 câu 8 thì lời của Chúa mà chúng ta có nghe người dẫn chương trình hồi nãy đọc lướt qua, tôi xin đọc lại đầy đủ cái phần thánh kinh đó. Ở trong Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 8: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Như vậy cho chúng ta thấy được rằng đang khi con người chết mất trong tội lỗi vì cớ can vào luật của Chúa và phạm tội, tất cả từ cái đời này qua cái đời khác đều phải chết mất ở trong hỏa ngục. Cho nên Chúa thương con người mới sai Chúa Giêsu đến để chết chuộc tội cho chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trong thế gian này thỉnh thoảng có những con người bằng lòng chết vì người nghĩa. Việt Nam chúng ta, trong sử Việt Nam chúng ta có Lê Lai bằng lòng chết vì Lê Lợi, để Lê Lợi cứu nước. Đó là một nghĩa cử mà hiếm thấy nhưng vẫn có thể xảy ra. Riêng về việc mà một người chết cho kẻ có tội thì không ai khờ làm điều đó cả. Một người mà đại tội thì không ai mà đứng ra nói tôi chết giùm cho người đó, là không bao giờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời á đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để chết thay cho cả nhân loại này, là nhân loại tội lỗi. Và chúng ta nhìn vào cái tội lỗi của nhân loại ngày nay, chúng ta thấy trên thế giới thật là khủng khiếp. Trong thành phố chúng ta thôi, ngay cả trong khu vực chúng ta ở thì bao nhiêu những điều tội lỗi gớm ghiếc rồi. Thế nhưng mà Chúa Giêsu chết vì những con người tội lỗi đó để cứu vớt họ và mong họ quay trở lại để mà tin Chúa được cứu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy điểm thứ nhất đó, Chúa là Đức Chúa Trời hằng hữu, nhưng vì yêu con người giáng thế làm người để chết thay chuộc tội cho chúng ta. Nhưng nếu Chúa Giêsu chết luôn thì không có vấn đề gì đáng nói đây. Và chúng tôi cũng chẳng có ngồi đây làm gì, cũng chẳng có nhà thờ Tin Lành nào trên đất này cả. Nhưng mà Chúa Giêsu có một đặc điểm, đó là Ngài đã sống lại. Như tôi đã nói, vì Ngài là Đức Chúa Trời, không phải là con người. Con người thì không ai sống lại được hết, chết thì không sống lại được nữa. Nhưng mà vì Ngài là Đức Chúa Trời, trong Ngài có thần tánh là Đức Chúa Trời, cho nên khi Ngài nhập thể mang nhân tánh là để dùng nhân tánh chết chuộc tội cho con người. Còn về thần tánh thì Ngài vẫn là sống. Vì vậy cho nên Ngài đã sống lại sau 3 ngày nằm trong thạch mộ. Như vậy thì đó là điều chúng tôi muốn nói và giới thiệu Chúa Giêsu là Chúa hằng hữu, hay là Đức Chúa Trời hằng hữu là như vậy. Phần thứ hai tôi muốn nói với quý vị tại đây. Phần thứ hai chúng tôi muốn nói với quý vị là cái thực chứng về Chúa là đấng sống đời đời. Thực chứng Chúa là đấng sống đời đời. Có lẽ quý vị nói rằng Tin Lành thì luôn luôn giảng về Chúa Giêsu là đấng sống bởi vì là giáo chủ của Tin Lành. Thật ra không phải như vậy. Chúng tôi không tôn Chúa Giêsu là giáo chủ đâu, mà chúng tôi tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Có nghĩa là Ngài là đấng đến thế gian để cứu chuộc con người, và Ngài đã bằng lòng giáng hạ làm người để cứu chuộc con người. Đó là một sự hy sinh. Vì vậy cho nên sau khi Chúa hoàn tất chương trình cứu chuộc trên thập tự giá rồi, Ngài bị chôn trong phần mộ, sau đó 3 ngày thì Chúa đã sống lại. Nói về cái thực chứng
Chúa là đấng sống đời đời hay Chúa Giêsu phục sinh thì chúng tôi không thể nói hết trong thời giờ này. Vậy cho nên tôi chọn, bởi vì quý vị và các bạn thân hữu ở đây không tin nơi Thánh Kinh vì nghĩ rằng đây là tài liệu của Cơ Đốc giáo, cho nên tôi dùng những chứng cứ ở bên ngoài thuộc về lịch sử của nhân loại đang trải nghiệm, đang chứng kiến để chứng minh điều đó. Như vậy có ba cái chứng cứ mang tính lịch sử nằm ở bên ngoài chứ không nằm trong Cơ Đốc giáo đâu, nó là bên ngoài. Và những chứng cứ này quý thân hữu vẫn sử dụng nó, vẫn trải nghiệm nó mà không hề biết nó từ đâu. Thứ nhất đó là lễ phục sinh. Lễ phục sinh, như vậy lễ phục sinh ngày hôm nay không còn xa lạ đối với con người. Và từ khi Thánh Kinh ghi chép cái câu là Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 4, đó là một sách trong Thánh Kinh. Như vậy thì khi Thánh Kinh chép rằng Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và từ cái câu Thánh Kinh đó thì nó ra cái lễ phục sinh. Chúa Giê-xu sống lại cho nên có lễ phục sinh. Mặc dầu nhân loại biết lễ phục sinh nhưng nhiều người vẫn không hiểu ai phục sinh. Và cái thể hiện của sự thiếu hiểu biết này, khi chúng ta thấy rằng người ta ghi là mừng phục sinh, mừng Giáng sinh, mà không biết ai Giáng sinh, biết ai phục sinh hết. Cứ ghi là mừng phục sinh, mừng Giáng sinh, mà không biết mừng ai hết. Nhưng mà thật sự đó là một sự cố tình loại bỏ Chúa cứu thế và không muốn thừa nhận sự phục sinh của Chúa, cho nên người ta hay ghi như vậy. Chúng tôi hay nhận những cái lẵng hoa chúc mừng là mừng phục sinh hay là mừng Chúa, mừng Giáng sinh, mà không có Chúa, không có gì trong đó hết cả. Như vậy thì chúng tôi hay đặt ngược lại, mấy ông mừng Giáng sinh là mừng ai Giáng sinh vậy? Họ cười rồi thôi, không trả lời. Vì đó là một hình thức để chối bỏ. Nhưng mà tôi nói với quý vị rằng sở dĩ có ngày lễ phục sinh, đây là vì cớ Chúa Giê-xu đã sống lại. Và từ khi Chúa sống lại thì mới có lễ phục sinh. Và chúng ta biết thế giới này hầu như không ai là không biết cái lễ phục sinh. Nhưng mà lễ phục sinh của ai là nhiều người chưa biết. Vì vậy tôi nói cho quý vị biết, lễ phục sinh này là lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại sau 3 ngày nằm trong phần mộ mà Thánh Kinh nói đến. Ngài bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là Thánh Kinh ở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu thứ 4. Vậy thì đó là cái bằng chứng thứ nhất để chúng ta thấy rằng thế giới này dầu không biết Chúa là ai, họ cố tình hoặc vô tình thì họ vẫn sử dụng cái ngày lễ phục sinh đó, vẫn biết đến lễ phục sinh, vẫn nói đến lễ phục sinh. Vậy đó là một cái bằng chứng thứ nhất. Bằng chứng thứ hai đó là cái ngày nghỉ Chúa Nhật hay là Chủ Nhật. Chúa Nhật hay Chủ Nhật, các ngày trong tuần tính theo người Do Thái là thứ nhất cho đến thứ bảy, nhất hạ nhị, nhất thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Và Chúa Giê-xu đã sống lại trong cái ngày thứ nhất, cho nên tín hữu Do Thái tin kính, muốn tôn kính cái ngày Chúa Giê-xu sống lại, cho nên mới nói rằng Chúa Nhật. Chúa Nhật tức là ngày của Chúa, thay vì gọi ngày thứ nhất thì bây giờ cái ngày thứ nhất nó biến mất và chỉ còn lại Chúa Nhật. Nhưng mà bắt đầu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy thì người Việt Nam chúng ta có một cái điểm độc đáo phù hợp với Thánh Kinh, đó là cổng gọi ngày thứ nhất là gì? Chúa Nhật. Trong cái đất nước này người ta không muốn nói Chúa, cho nên người ta dùng chữ gì? Chữ Chủ. Nhưng mà quý vị biết Chủ với Chúa nó khác không? Không có khác đâu. Chủ với Chúa là một mà thôi. Chủ là chủ tể trời đất, Chúa là Chúa tể trời đất. Trong tiếng Anh này nó y nhau, không khác gì hết. Trong nguyên văn nó không khác gì hết. Như vậy thì ở tại đây Chúa sống lại trong ngày thứ nhất, cho nên có ngày Chúa Nhật hoặc là Chủ Nhật. Người Việt Nam chúng ta độc đáo, cũng tính các ngày trong tuần theo số từ 1 đến 7 và cũng gọi ngày thứ nhất đó là Chúa Nhật. Như vậy, tại sao nó như vậy?
nghiên cứu thì thấy rằng từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 của kỷ nguyên này, tức năm thứ nhất đến năm 1000, người Việt của chúng ta thờ trời. Người Việt chúng ta có cái tín ngưỡng thờ trời, dầu thờ không đúng theo Thánh Kinh. Nhưng được, từ khi người Hoa, người Trung Hoa đô hộ chúng ta 850 năm, mà chúng ta nói gọn là 1000 năm đô hộ giặc Tàu đó, thì họ truyền cái vấn đề thờ nhân thần, vật thần và những cái mê tín vàng bạc, coi ngày giờ năm tháng, đặt những con này con kia cho tuổi ta. Và đó là cái tập tục mê tín dị đoan. Nhưng mà từ ban đầu thì người Việt chúng ta đã có cái khuynh hướng thờ trời. Nhiều vấn đề trong Việt Nam vẫn còn dính dấp đến cái văn hóa mà phù hợp với Thánh Kinh. Trong đó cái vấn đề Chúa Nhật và các ngày trong tuần tính bằng số, chưa nói đến nhiều những vấn đề khác, chưa nói đến những cái điều mà chúng ta thực hành mà không. Người Việt Nam mình nói là ngày thứ ba sau khi chôn đi ra thăm mộ, ra mở cửa mã. Việt Nam mình cũng hay nói mở cửa mã, nhưng mà mã Việt Nam sao mổ, sao mà mở được? Chôn dưới đất địa táng là sao mà mở được? Nhưng người Do Thái xưa là họ chôn trong cái thạch mộ, thấy cái này nhiều khi không biết là cái gì, có cái hang rồi có cái nắp đầy tròn tròn. Người Do Thái là những người thuộc loại giàu có quý tộc thời xưa, người ta đục ở trong một cái vách đá, một cái hốc, rồi dùng một cái tảng đá để lấp lại. Họ làm như vậy để thể hiện là cái tình thương của những người trong gia đình. Họ chôn một người bằng cái cách là trước nhất là tẩm những cái dược liệu rất là tốt để có thể duy trì cái thi hài đó kéo 3 ngày, và 3 ngày sau thì họ sẽ đến tẩm thuốc một lần nữa. Vì vậy cho nên trong Thánh Kinh đến đây ngày thứ 3 có các nữ thánh đồ đến để mà xuất xác cho Chúa Giêsu là như vậy. Nhưng mà khi họ đến thì thấy cái cửa mộ đã lăn đi, Chúa Giêsu đã sống lại. Và từ cái chỗ đó nó mới ra được cái lễ phục sinh, nó mới ra được ngày Chúa Nhật hay Chủ Nhật, để đánh dấu cái ngày thứ nhất Chúa sống lại. Và từ cái chỗ đó chúng ta có được cái sự tôn kính ngày thứ nhất, nói về ngày Chúa Nhật. Vậy thì quý ông bà, anh chị em, quý thân hữu ngồi đây, có biết ngày Chúa Nhật không? Ai cũng biết, từ trẻ đi học là biết rồi. Ngày Chúa Nhật là ngày gì? Là ngày nghỉ. Ai cũng nghỉ ngày Chúa Nhật, mà biết rằng đó là cái ngày mình nghỉ với thôi, chứ cũng không rõ tại sao mà nghỉ trong ngày Chúa Nhật. Bởi vì ngày đó là ngày Chúa Giêsu sống lại. Thập niên 60 của thế kỷ trước thì có một quốc gia ở gần với Ấn Độ, đó là Sri Lanka. Hồi xưa họ ta gọi nó là Tích Lan á, ngày nay gọi là Sri Lanka. Đây là một quốc gia lấy Phật giáo làm quốc giáo, cho nên họ muốn xóa bỏ cái văn hóa của Cơ Đốc giáo về cái ngày nghỉ Chủ Nhật. Cho nên họ không dùng ngày cái ngày nghỉ Chủ Nhật nữa, mà họ muốn dùng một ngày của Phật giáo để thay thế vào, và đó là ngày Poja, gọi là Poja Day. Trong ngày đó theo quy định của Phật giáo là các chư tăng nhận thức tội, tự ăn năn và tự sửa đổi, gọi là Poja Day. Nhưng mà sau khi họ quyết định thay đổi một thời gian thì họ thấy mình chẳng giống ai, bởi vì á, người ta làm á, trong khi thế giới làm việc thì mấy ông lại nghỉ, mà trong khi thế giới nghỉ thì mấy ông lại làm việc, chẳng giống ai hết. Cuối cùng đành phải quay trở lại để mà nghỉ vào ngày nghỉ Chúa Nhật, chứ không thể nghỉ ngày khác được. Như vậy thì đó là những thực chứng khách quan bên ngoài mang tính lịch sử để chứng minh một phần nào đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thật sống lại. Và cái điều thứ ba đó là hội thánh Cơ Đốc trên toàn thế giới. Hội thánh Cơ Đốc trên thế giới, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đồng nghĩa với việc không có Cơ Đốc giáo. Có nghĩa là không có thì giờ để chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị. Và nếu như không có Cơ Đốc giáo thì cũng không có con đường nào để chúng ta có thể giải thoát tội lỗi của mình và được sống, được bước vào trong nước đời đời phước lạc của Chúa, gọi là thiên đàng. Chúa nói rằng Ngài ban cho cái hội thánh mà Chúa lập trên đất một cái quyền rất lớn, là có quyền mở và đóng cửa thiên đàng. Nếu không có hội thánh Cơ Đốc thì làm sao mà mở cửa, ai sẽ mở cửa thiên đàng cho người ta? Cho nên vì cửa đó, về phương diện của hội thánh, đó là một sứ mạng lớn,
nhưng mà về phương diện khách quan, khi nhân loại nhìn thấy cái giáo hội Cơ Đốc trên toàn thế giới phát triển, lan rộng, và theo như nghiên cứu thấy thì chưa có cái tôn giáo nào bị bắt bớ, bách hại từ trong trứng nước, tức là khi mới vừa hình thành trong thế kỷ thứ nhất đã bị bắt bớ khốc liệt, rồi sau đó trong lịch sử bị bên trong bên ngoài tấn công, làm cho hội thánh của Đức Chúa Trời bị triệt hạ. Nhưng mà cuối cùng hội thánh vẫn cứ đứng vững và phát triển cho tới bây giờ. Chúng ta thấy rất là đông đúc khắp nơi, hầu như không có chỗ nào là không có hội thánh. Vậy thì đó cũng là một thực chứng mang tính khách quan, để người ta nhìn vào đó và biết được rằng Chúa Giê-xu là đấng sống đời đời, vì Ngài là đấng đang đi giữa hội thánh, nắm giữ hội thánh. Ngài là đấng sống, không sống ở trên thiên đàng, không sống xa, nhưng Ngài sống trong lòng của những người tin. Quý vị thân hữu, nếu tin Chúa cứu thế Giê-xu đêm nay, cái điều tôi nói là chắc chắn quý vị sẽ trải nghiệm Chúa không ở xa. Chúng ta không cần phải đi về cái nơi chúng ta thờ tự, một cái phòng thờ tự mới khẩn cầu thần của mình nghe. Chúa sẽ ngự trong lòng của mỗi người, và Chúa hiện diện giữa hội thánh, cho nên Chúa sẵn sàng nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta tức thì. Và chúng ta mỗi ngày trải nghiệm bằng cái trải nghiệm đức tin rằng Chúa đi và sống với chúng ta. Vì vậy cho nên hội thánh Cơ Đốc là một thực thể của sự hiện hữu của Chúa trên thế gian. Đó là ba cái chứng thực mà tôi muốn trình bày cho quý vị khách quan. Còn nếu nói về nội chứng thì có rất nhiều. Khách quan nó còn một cái nữa, đó là cái ngôi mộ trống vẫn còn bên Do Thái. Ai đi du lịch qua Do Thái không bao giờ bỏ quên cái di tích lịch sử kỳ diệu có 102 này. Đó gọi là cái ngôi mộ trống nơi đã an táng xác Chúa Giê-xu, bây giờ chỉ bỏ nó thành một ngôi mộ trống. Khác với tất cả các giáo chủ trên đời này, Chúa Giê-xu không để râu, không để xa lợi, không có để một cái gì của cái thân thể Ngài cả. Không có, vì thân thể Chúa, Chúa chỉ để ngôi mộ trống, chỉ để cái ngày lễ phục sinh, chỉ để cái ngày Chúa Nhật, chỉ để cái hội thánh Chúa trên đất thôi, chứ còn ngoài ra thân xác của Chúa không có một cái gì còn lại trên thế gian này. Cho nên Hồi giáo họ nói đáng thương cho Cơ Đốc giáo, bởi vì không có cái gì của Chúa Giê-xu để lại. Nhưng mà đó là niềm tự hào sung sướng của Cơ Đốc giáo, bởi vì chúng ta tin một đấng sống, chứ không tin một vị giáo chủ chết. Đó là cái điều tôi muốn nói. Vậy thì tôi đã trình bày như thế để quý vị hiểu và thông cảm, hiểu được rằng Chúa Giê-xu là đấng sống mà chúng tôi nói, là nói trong cái ý nghĩa toàn diện, chứ không phải chỉ là chủ quan ở trong giáo hội mà thôi. Vậy cái điều thứ ba tôi muốn nói quý vị là phần dành cho quý vị đây. Phần thứ ba là thái độ cần có đối với đấng sống đời đời. Đây là điều tôi muốn nói với quý vị. Thái độ cần có đối với đấng sống, đấng sống đời đời. Vậy thì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể thành người, chịu chết thay cho con người. Nói thì vắn tắt, nhưng phân tích thì ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Một đấng quyền năng, một đấng tạo hóa, một đấng hoàn toàn là linh thiêng, nhưng lại khi Giáng sinh bằng lòng chịu lụy dưới bàn tay con người, để cho con người bắt và đóng đinh thập tự giá. Nếu quý vị có võ thật là giỏi, đi ra gặp một cái anh chẳng ra gì á, theo ăn hiếp đánh đập mình, mình có nhịn để cho nó đánh không? Nó đánh vài phát thôi cũng nhịn, tới cái lúc đó, đến lúc đánh lại là nó thua, nó sẽ bị sỉ nhục. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có nói rằng nếu không phải là ý của Cha, của Đức Chúa Cha định cho Ngài phải chết thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, Ngài lập tức kêu 12 đạo thiên sứ. 12 đạo thiên sứ theo Thánh Kinh thì vô số kể, trong khi Thánh Kinh Cựu Ước có chép một lần là kẻ thù của Israel, tiêu diệt Israel, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ ra đánh một đêm, tiêu diệt 185.000 quân. Như vậy thì mới có một thiên sứ thôi. Cái này 12 đạo là cả thế gian này tiêu tùng hết, không còn gì. Nhưng mà Chúa bằng lòng chịu chết trên thập tự giá chỉ vì yêu quý vị và các bạn. Cho nên tin lành hay nói nhiều về tình yêu là như vậy. Không phải tình yêu, cái bình yêu giữa con người
trần tục đâu, mà tình yêu thiên thượng Đức Chúa Trời đã đem mà yêu chúng ta, thể hiện qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu. Vì vậy khi nhận thức điều đó thì cái điều quan trọng là quý vị cần biết Chúa là đấng sống đời đời. Chúng ta phải hiểu, biết ở đây nó là nhận thức Chúa là đấng sống, nhưng mà thật sự chúng ta nhận thức Chúa đấng đã yêu thương chúng ta. Trong cái tạo dựng của Chúa, Chúa yêu chúng ta, bày tỏ chúng ta mọi thứ rồi. Cuộc sống hàng ngày chúng tôi, nói cho quý vị biết rằng dầu tin hay không tin, quý vị đang hưởng của Đức Chúa Trời nhiều thứ lắm. Từ hơi thở cho đến tất cả những thứ Chúa cung phụng trong thức ăn, thức uống, điều hòa khí tiết để có được những cái điều giúp cho chúng ta sống. Tất cả điều đó từ đâu? Không phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên có. Mặc dầu chúng ta có nghe là bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm, nhưng mà với sức người sỏi đá cũng thành cơm khi nào mưa thuận gió hòa. Chứ mà mưa không thuận gió không hòa thì đá vẫn đá chứ không ra cơm được. Đây Chúa không ban phước mà. Cho nên vì cỡ đó mà chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta sống trong cái tình yêu thương bảo bọc của Chúa. Vào bệnh viện chúng ta thở vài ba ngày mà oxy chúng ta trả tiền cũng mệt nghỉ, nhưng chúng ta thở cả đời không khí của Chúa miễn phí là tốt lành nhất, không có ô nhiễm gì nếu mà con người đừng phá hoại. Thì đó là cái điều tốt của Chúa, những điều Chúa cung phụng. Nhưng tuyệt điểm của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người đó chính là sự Giáng sinh chết trên thập tự giá của Chúa Giêsu. Vì có yêu quý vị các bạn, Ngài yêu không phải chỉ yêu quý vị và các bạn phần thể xác khi chúng ta sống 5, 70 năm, 100 năm hay là 3 vạn 6 ngàn ngày 100 năm trên đời này mà thôi, nhưng Ngài yêu chúng ta vì linh hồn chúng ta sẽ còn tồn tại cho đến đời đời sau khi mãn phần trên đời này. Vì vậy cho nên Chúa muốn quý vị suy nghĩ cái điều đó. Con người được Chúa ban cho cái sự nhận thức, nhờ nhận thức con người sống hài hòa giữa trời đất, sống hài hòa với đấng tạo hóa, sống hài hòa với đồng loại và với các tạo vật xung quanh. Đó là cái nhận thức khôn ngoan Chúa ban cho con người chúng ta có. Vì vậy cho nên Chúa muốn con người chúng ta sử dụng cái nhận thức đó. Nhận thức vì sao Chúa giáng sinh, vì sao Chúa chịu chết, Chúa chịu chết vì cớ ai. Và cũng nhận thức rằng nếu Chúa chết luôn thì không có vấn đề gì đáng nói, nên Chúa đã phục sinh. Vậy thì Chúa là ai? Đó là điều quý vị cần tìm hiểu. Chúa là Đức Chúa Trời. Jesus Christ là đấng cứu thế, đã nhảy vào trong biển tội này để vớt những người hư mất trong đó, có tôi quý vị các bạn. Vậy thì đừng ai vùng vẫy mà vụt ra khỏi tầm tay cứu vớt của Chúa, mà hãy để Chúa cứu vớt linh hồn quý vị. Và đêm nay là cơ hội để quý vị nhận thức và hiểu điều đó. Điều thứ hai, thái độ cần có thứ hai, đó là mở lòng tiếp nhận hay là mở lòng đón nhận Chúa cứu thế. Ở đây tôi dùng từ tiếp nhận, mở lòng tiếp nhận. Có nghĩa là chúng ta mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Nếu tôi có dịp đến thăm nhà của quý vị thân hữu, quý vị thân hữu sẽ vui vẻ mở cửa tiếp đón chúng tôi vào nhà. Chứ còn nếu mà nói qua loa ngồi ngoài hiên, ngồi ngoài đường, ngoài sân á, thì chúng tôi sẽ không có một cái cơ hội để tâm sự cái điều gì tốt lành, cũng không có cái thân thiện với nhau. Nhưng mà khi chúng ta mở cửa đón vào trong nhà, nước non, tâm sự thì đó là cái điều cần thiết. Vậy thì đối với Chúa cũng vậy, quý vị mở lòng ra. Mở lòng ra có nghĩa là lấy cái đức tin, trải cái lòng của mình ra và mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Lâu nay quý vị biết trên có trời, dưới có đất, nhưng mà chưa bao giờ biết ông trời là ai, và mình với ông trời chưa có căn cái mối liên hệ gì cả. Hôm nay chúng ta tiến gần đến cái mối liên hệ mật thiết, đó là mở lòng đón nhận Chúa bước vào trong cuộc đời của mình. Trước hết chúng ta phải nhận biết mình là người có tội, chúng ta biết cái số phận đời đời của mình là hư mất, rồi ban đầu khao khát được ơn cứu rỗi để thoát khỏi cái cảnh khổ hình ở nơi hỏa ngục tương lai, thì chúng ta mở lòng đón tiếp Chúa. Khi Chúa bước vào trong cuộc đời chúng ta rồi, chúng ta tin Chúa là đấng khôn ngoan quyền năng để giúp cho mình mọi sự, cho nên phó thác cuộc đời còn lại của mình để Chúa điều hướng, Chúa sẽ dẫn dắt, ban bình an. Khi vui lúc buồn, Chúa sẽ yên ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và khi mãn phần thì Chúa mở cửa thiên đàng cho chúng ta bước vào.
Như vậy tại đây là đấng trước hết, đấng sau cùng, đấng sống. Ta đã chết, chiều nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết âm phủ. Người cầm chìa khóa là chủ của cái đó. Vậy thì Chúa là đấng có quyền mở cửa thiên đàng hoặc là đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta. Và Chúa dùng chúng tôi để mở cửa thiên đàng cho quý vị tối hôm nay qua chương trình truyền giảng này. Vậy thì xin đừng ai từ chối. Giờ phút này tôi xin kính mời quý vị và các bạn nhận thức và cảm động thì mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu để tội được tha và linh hồn quý vị sẽ được cứu. Quý vị tin vào Chúa cứu thế là đúng, vì Chúa cứu thế là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là nguồn cội của chúng ta, không phải theo một tôn giáo gì lạ cả, mà trở về với nguồn cội của mình, đúng mức của mình. Lâu nay mình như đứa con đi xa lạc nhà xa, bây giờ chúng ta quay trở về, thì đó là điều Chúa mong muốn nơi quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị vậy. Amen. Niềm đau Giê-xu mang
Kính thưa quý vị, trong thời giờ này chúng tôi xin dành ít phút cho quý vị thân hữu. Chúng tôi rất vui vì quý vị đã nhận lời mời của chúng tôi đến đây buổi tối hôm nay. Và qua sự giải bài của vị diễn giả chúng tôi về chủ đề là Đấng sống đời đời. Khi quý vị nghe vị diễn giả chúng tôi trình bày, quý vị có bao giờ tự hỏi chính mình tại sao con người không thể trường sanh bất tử? Tại sao con người không thể sống đời đời? Nếu quý vị có câu hỏi đó, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị tại sao con người của chúng ta không thể trường sanh bất tử, không thể sống đời đời. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Ở trong sách Roma đoạn 6 câu thứ 23 chép như vậy: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sở dĩ chúng ta không thể sống đời đời là vì cớ chúng ta phạm tội. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Quý vị đi làm việc, đến tháng quý vị nhận lương, đó là người ta trả tiền công làm việc của quý vị. Tội lỗi cũng trả tiền công cho người phạm tội, đó là sự chết. Có lẽ quý vị nói rằng tôi không phải là tội nhân, tôi không cướp của giết người, tôi không sống vô luân vô đạo. Nhưng ở trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi không chỉ là chúng ta không hành động tội lỗi, mà trong tư tưởng của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ những điều không tốt, những điều xấu xa, thì ở trước mặt Đức Chúa Trời đó là tội. Kinh Thánh cho chúng ta biết lời của Chúa Giêsu: những tội lỗi từ trong tư tưởng, trong sự suy nghĩ của chúng ta, những sự xấu xa thì đó là tội lỗi. Vì vậy cho nên Kinh Thánh khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội. Chính vì sự tội lỗi đó mà con người phải có sự chết. Đức Chúa Trời dựng nên con người không phải để cho con người chết, nhưng để sống đời đời với Chúa. Vì có con người phạm tội, cho nên con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, xa cách Đức Chúa Trời, xa cách sự sống, và con người bước vào sự chết, chết thể xác và chết linh hồn. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài không nỡ để con người chết đời đời trong hỏa ngục,
Vì vậy cho nên Ngài đã phó con một của Ngài là Thiên Chúa ngôi hai đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta. Bởi vì Ngài là Thần, là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa, cho nên Ngài làm trọn trách nhiệm là chịu chết đền tội cho chúng ta trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Sau đó 3 ngày Chúa sống lại để ban sự cứu rỗi cho những kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài, như lời vị diễn giả chúng tôi đã trình bày. Vì vậy trong thời giờ buổi tối hôm nay, chúng tôi rất mong ước quý vị thân hữu hãy đến với Chúa Giê-xu là Đấng sống đời đời, để hưởng được sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban cho những kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Xin kính mời quý vị đồng đứng lên. Và trong thời giờ này, có quý vị thân hữu nào đã được nghe lầm chứng về Chúa? Bây giờ quý vị nhận biết mình là một tội nhân, quay trở về tin nhận Chúa để hưởng được sự tha thứ. Và Chúa Giê-xu đã phán rằng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đây là lời của Kinh Thánh nói. Tôi mời quý vị là những vị thân hữu hiện diện buổi tối hôm nay, quý vị đã có tấm lòng mộ đạo, tìm hiểu và đến đây buổi tối hôm nay. Bây giờ tôi xin mời quý vị hãy mạnh dạn rời khỏi chỗ của mình, đi với các anh em tín hữu của chúng tôi bước lên phía trên đây. Tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị nói vài lời để bày tỏ tấm lòng của mình trở lại tiếp nhận Chúa. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, sẽ ban bình an cho cuộc đời của chúng ta, sẽ cho chúng ta hưởng được sự sống đời đời là điều mà con người đã đánh mất vì cớ tội lỗi từ lúc ban đầu. Cảm ơn Chúa, có một số thân hữu đã bước lên tiếp nhận Chúa. Còn có quý vị thân hữu nào khác nữa không? Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe lời của chính Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại từ kẻ chết. Ngài phán như thế này: Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại từ cõi chết. Ngài hứa ban sự sống cho những kẻ tin cậy nơi Ngài. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Trên một lĩnh vực, chúng ta đã chết ở trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ bị xa cách Ngài. Tội lỗi đã ngăn trở chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta là những kẻ chết về phần tâm linh, tức là bị xa cách Đức Chúa Trời, mà tin nhận Chúa thì Ngài sẽ làm cho chúng ta được trở về cùng Đức Chúa Trời, nhận lấy cái nguồn sự sống đời đời đó để chúng ta cũng hưởng được sự sống từ nơi Chúa. Trong thời giờ này còn có quý thân hữu nào khác nữa không? Tôi xin mời quý vị hãy nắm lấy cơ hội buổi tối hôm nay, quay về với Chúa, tiếp nhận Chúa. Chúng tôi trước đây cũng như quý vị, chúng tôi cũng e ngại chần chờ. Nhưng sau khi chúng tôi đã tiếp nhận Chúa rồi, chúng tôi thấy chúng tôi rất tiếc, vì chúng tôi tiếc tin Chúa quá trễ. Phước hạnh mà Chúa ban cho những kẻ tin cậy nơi Chúa không chỉ là sự sống đời đời, mà trong cuộc sống hiện tại Ngài cũng ban cho chúng ta sự bình an, vui thỏa trong cuộc sống. Còn có quý vị thân hữu nào khác nữa không? Xin hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng buổi tối hôm nay để đến với Chúa, tiếp nhận Ngài. Tôi có mấy lời thưa với quý thân hữu đã bước lên đây để bày tỏ đức tin của mình tiếp nhận Chúa. Quý vị đã quyết định một quyết định hết sức là quan trọng và rất phước hạnh. Quý vị có thể nói rằng bước từ địa ngục lên thiên đàng, từ chỗ là con cái của thế gian, của ma quỷ, được trở về làm con cái của Đấng sống đời đời. Đó là một phước hạnh. Bây giờ, để bày tỏ tấm lòng ăn năn của mình vì cớ những quá phạm trong quá khứ mình đã phạm, bày tỏ tấm lòng bằng cách nói với Chúa một vài lời. Quý vị chưa biết nói như thế nào, cho nên tôi sẽ hướng dẫn bằng cách tôi nói trước một câu ngắn
rồi quý vị lặp lại lời của tôi, xem như chính lời cầu nguyện của mình. Bây giờ tôi muốn quý vị cùng quay trở lên phía trên. Chúng ta quay trở lại phía trên và chúng ta cùng quỳ gối để chúng ta cầu nguyện, bày tỏ tấm lòng ăn năn của chúng ta trước Chúa. Xin chúng ta bước lui lại và chúng ta có thể quỳ gối. Bây giờ xin chúng ta nhắm mắt để tập trung tư tưởng và để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin quý vị hãy lặp lại lời của tôi. Chúng ta nhắm mắt để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta bắt đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng dựng nên con cả thể xác và linh hồn trong nhiều năm qua, con không biết Ngài, con từ chối Ngài, nhưng Chúa vẫn yêu con, chờ đợi con đến hôm nay. Bây giờ con nhận biết, con là tội nhân trước Chúa, con xin ăn năn tội, quay trở lại tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Xin tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Con xin mở lòng mình ra, mời Chúa ngự vào để làm chủ và làm Chúa, biến đổi cuộc đời con trở nên tốt đẹp phước hạnh. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ quý vị yên lặng, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Hallelujah, tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài vẫn dành cho chúng con. Ngài không muốn cho một người nào phải bị chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng sống đời đời để hưởng được hồng ân cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, buổi tối hôm nay một số thân hữu của chúng con, các anh chị em của chúng con đã nhận biết mình là tội nhân trước Chúa và đã tuyên xưng đức tin bằng cách xưng tội mình, ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Con cầu xin Chúa giờ này biên tên họ vào trong sổ sự sống đời đời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt họ trên linh trình theo Chúa, cho họ có cơ hội đến nhà Chúa thờ phượng Ngài, biết về Chúa nhiều hơn, đời sống tâm linh được tăng trưởng và phước hạnh của Chúa cũng sẽ tuôn đổ trên đời sống của họ. Chúng con cảm ơn Ngài. Kính dâng họ trong cánh tay yêu thương chăm sóc của Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đứng lên trở về chỗ cũ và kính mời Hội Thánh cùng an toàn. Tạ ơn Chúa vì trong chương trình thánh nhạc truyền giảng kỷ niệm Chúa phục sinh buổi tối hôm nay, Chúa cho có 11 người đã bằng lòng tin nhận Chúa. Có 10 người bước lên phía trên đây và một người không thể lên được, đứng tại chỗ. Tạ ơn Chúa. Xin quý vị sau thì giờ thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay, quý vị xuống tầng trệt để rồi chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc thêm với quý vị. Kính thưa quý đại tớ Chúa cùng hội thánh, tôi xin thay lời ông bà mục sư hoàng nhiệm, quý phụ tá, ban truyền giáo, ban chương trình, trước tiên dâng lên Chúa lời tạ ơn bởi ơn thương xót của Chúa đã cho trong mùa thương khó phục sinh năm nay. Hội thánh có 3 chương trình lễ kỷ niệm: chương trình lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chương trình lễ kỷ niệm mừng Chúa phục sinh và chương trình thánh nhạc mừng Chúa phục sinh buổi tối hôm nay. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho chương trình thánh nhạc truyền giảng mừng Chúa phục sinh buổi tối hôm nay diễn ra một cách tốt đẹp, vinh hiển danh của Chúa.
Tạ ơn Chúa vì Chúa cho thời tiết được tốt, có điện để có thể thực hiện chương trình. Chúa cho các ngã đường được quang đãng để việc đi lại được thuận tiện và dễ dàng. Tạ ơn Chúa đã ở cùng từng tiết mục ở trong chương trình. Chúa sức giàu trên sứ điệp được ra qua đầy tớ của Chúa, mục sư Phạm Văn Cử, đầy ơn, rõ ràng, dễ hiểu, gần gũi, động chạm đến lòng của thân hữu. Chúa cho các ban ngành ở trong hội thánh đầy hiệp lòng để dâng lên Chúa một cái chương trình tốt đẹp, vinh hiển danh của Ngài. Cảm ơn Chúa, hội thánh đã hiệp lòng ở trong sự cầu nguyện, trong sự mời gọi thân hữu và đã tham dự ở trong chương trình. Xin thay lời bà mục sư quan nhiệm, quý phụ tá, ban chấp sự, ban truyền giáo, ban chương trình, xin gửi lời cảm ơn đến mục sư Phan Văn Cử, phó tổng thư ký Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã đến dự phần ở trong chương trình. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ngôi đầy ơn trên chức vụ và thêm ơn, thêm sức cho mục sư cùng gia đình. Cảm ơn các ban ngành ở trong hội thánh, các ban hát lễ, thiếu nhi, hợp ca, tứ ca. Cảm ơn em Phượng Hy, em Trọng Khang, cũng như xin cảm ơn ca sĩ cơ đốc Cao Thu Hằng buổi tối hôm nay đã đến tham dự ở trong chương trình. Cảm ơn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ngôi tiếp tục ở cùng ban sức để rồi mỗi chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa, hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới. Cảm ơn quý thân hữu đã nhận lời mời tham dự ở trong chương trình. Nhưng một số người còn do dự muốn tìm hiểu thêm. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến với Hội Thánh Tu Huyến Thành vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba ở trong mỗi tháng. Hoặc là mỗi sáng Chủ nhật vào lúc 7 giờ sáng để quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chúa. Hội Thánh cũng rất là sẵn lòng đón tiếp hết thảy quý vị. Riêng các quý vị đã tin nhận Chúa buổi tối hôm nay, Hội Thánh kính mời quý vị đến cùng thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh vào mỗi sáng Chủ nhật lúc 7 giờ sáng. Xin cảm ơn. Kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng tham dự chương trình của chúng tôi buổi tối hôm nay. Và đặc biệt gửi lời chào mừng đến quý thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyện sức sống của Chúa Phục Sinh tuôn đổ trên đời sống của quý vị bắt đầu ngay từ hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngợi khen Chúa điệp khúc thánh ca 111 ngày sống để chứng tỏ rằng Chúa của chúng ta là đấng sống, là đấng sống đời đời, và những ai tin Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Xin mời tất cả những anh chị em tham dự trong chương trình chúng ta cùng tiến lên trên để cùng có thể cùng hòa chung bài hát này. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dày. Chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thưa thay. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện dày. Đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thưa thay. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào, dân Chúa sống trong thánh nhạc truyền giảng của Hội Thánh Tin Lành Tu Huyến Thành tới đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị ra về bình an và có một buổi tối ngon giấc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
đời sống. Chúa Giêsu sống hiện tại, đi chung cho truyền suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thưa thay. Ngài sống, Ngài sống, đầy ban ơn cứu ta đây. Điều lối chứng cứ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống cho nhau ngày. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện tại. Đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thương ai. Ngài sống, Ngài sống, để ban ngàn cứu ta đây. Điều lối chứng cứ Chúa sống nào nào, rằng Chúa sống trong lòng người. Quá đủ rồi.